Chào mừng toàn thể các em đã đến với Em Tùng Audio, tiếp tục về thêm phiên bản Lecotic FX80 Luxury phù anh em khách hàng. Đây là một trong mỗi sản phẩm vàng chúng em đang xả hàng hơn 1 triệu đồng rồi, có ngay phiên bản này chưa có hoạt gia đình rồi. Và đây các bác nhìn hình thức giao diện hộp đấy các bác nhé, chúng em về hàng rất nhiều phục vụ các bác trong những dịp sắp tới. Chắc chắn rồi, những cái tháng mà anh em mình mua thiết bị âm thanh rất nhiều, không nên bỏ qua một thiết bị vang nhại rất là hay, chất lượng đến từ nhà Lecotic. Và ngày hôm nay chúng em tiếp tục về thêm lô hàng mới, mời các bác anh em cùng thưởng thức chất âm, cùng kiểm tra các tính năng và xem là cái mẫu sản phẩm này có công dụng gì và tác dụng gì trên bộ dàn máy âm thanh nhau. Khi các anh em sử dụng những bộ dàn máy, ví dụ như là các bác đang có thiết bị như là âm ly chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang có để miền vang, rồi là kể cả anh em có vang luôn, mà chúng ta cảm thấy là cái chất âm vẫn chưa được hay lắm, chưa được mượt mà lắm, âm đi thì thường là các bác chơi một thời gian nó có hiện tượng rúi xảy ra, là chỉnh âm thanh vang nhại nó không được mượt tai, nghe hát nó sẽ bị hiện tượng ù rú, thì đây sẽ là giải pháp rất là hiệu quả để anh em mình nâng cấp bộ dàn máy âm thanh lên. Và cái thiết bị này thì rất nhiều bác sử dụng nâng cấp cho âm đi, đánh giá rất là cao, thiết kế giao diện đẹp này, vật chất âm hay, đầy đủ tính năng, dễ dàng sử dụng và giá thành cực kỳ rẻ cho anh em tiêu dùng. Giá bình dân thôi ai có thể mua được, khoảng hơn 1 triệu đồng là có ngay một con vang Lecotic FX80 Luxury mang lại cho phòng hát gia đình các anh em một trải nghiệm phòng hát gia đình chuyên nghiệp rồi. Thiết kế đẹp, đây là phiên bản phay nhôm màu đen, dễ phô đồ. Em này có mặt màn hình rất lớn, hiển thị đầy đủ chức năng thông số và ký hiệu số với chế độ âm lượng tổng. Thêm giải LED đèn mưa rất đẹp. Các cái chế độ cung cấp nhạc hiện đại USB cổng quang, Bluetooth đường ống trắng đỏ truyền thống có đầy đủ cả. Và có thể cung cấp nhạc qua TV, máy tính, điện thoại di động. Đấy, nhấn nút input chuyển cổng tín hiệu cho em. Phía dưới mặt màn hình sẽ là các phím siết áp để em tinh chỉnh âm thanh chi tiết cho chế độ echo, bao gồm delay, repeat, cái giải vang nhại. Các hiệu ứng của reverb như là reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao reverb. Giải bát chép cho effect EQ, bát trung chép cho mic, bát trung chép cho nhạc và chế ống sub. Đây là toàn bộ hiệu ứng tính năng chỉnh cơ và bên em đã hỗ trợ setup cũng như cài đặt trước. Các bác nhận hàng về chỉ cần vặn cho em 3 phím setup rất là đơn giản ở đây, đó chính là mic, effect vang nhại tổng và âm lượng tổng nhạc. Thì các bác chỉ cần thao tác vặn cho em đúng 3 phím setup âm lượng tổng ở đây thôi. Còn lại các tính năng chúng em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước cho anh em. Các cứ tăng hoặc giảm âm lượng tổng ở bên 3 phím setup này. Ngay tức trên màn hình nó sẽ hiển thị các thông số, các cái chế độ âm lượng chúng ta sử dụng như thế nào, thì ký hiệu số sẽ hiển thị ngay để anh em biết được các cái thông số chúng ta đang sử dụng âm lượng là bao nhiêu để cho biết được hết. Đấy, thế là anh em nhận hàng về, kể cả những anh em chưa biết sử dụng bao giờ, chưa sử dụng qua vang bao giờ, chúng ta chỉ cần vặn cho em 3 phím chế đạp âm lượng tổng thôi. Còn lại các hiệu ứng tính năng chỉnh cơ bên em sẽ hỗ trợ setup để cài đặt làm sao anh em nhận hàng về chúng ta cất đời ca tiếng hát của mình lên. Các bạn alo thử khi nhận hàng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái âm thanh bay bổng và chuyên nghiệp nhất của chúng em hỗ trợ cài và setup trước cho qua anh em. Còn sau vài lần sử dụng thì khi chúng ta đã nghe và thẩm thấu được âm thanh, chúng ta sẽ cảm nhận được đâu là echo, đâu là reverb. Lúc đó thì các bác có thể tự mình tinh chỉnh âm thanh theo giọng hát, theo chế độ nghe nhạc riêng của mình mà không có gì khó khăn cả. Dòng vang này thì có sử dụng thêm một chiếc điều khiển thông minh và bật tới được 5 cấp độ chống ồn. Các bác nhá, tăng được cái khả năng chống ồn cực kỳ cao trên bộ dàn máy âm thanh. Đồng thời thì anh em có thể nâng cấp với bất kỳ các thiết bị công suất nào, có thể ghép nối cục đẩy công suất, ghép nối với âm ly, đẩy miền vang, loa kéo, thậm chí là mixer đều được hết các bác nhé. Chúng ta kết nối qua đường cổng Calovina phía sau, em hỗ trợ tặng cả dây dắt kết nối đi kèm nữa. Đấy, và các bác nhận hàng về chúng ta cứ thế kết nối các thiết bị âm thanh, cắm mic lên và trải nghiệm thôi. Thật sự với các anh em khi chúng ta mua con vàng Lecotic FX80 Luxury về phòng hát gia đình, các bác sẽ cảm thấy không bao giờ phải hối tiếc, bởi vì chúng ta sẽ có một thiết bị vang nhại rất là hay và cực kỳ chuyên nghiệp với đầy đủ tính năng hiện đại nhất ở thời điểm tại. Ngay bây giờ thì mời các anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ lô hàng mới bên cả anh em Tùng Audio vừa mới về hàng, Lecotic FX80 Luxury, để xem cái chất âm của bộ sản phẩm này khi chúng ta nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình sẽ như thế nào các bác nhé. Đây là chế độ âm thanh nhạc các bác nghe em. Đến từ dòng vang Lecotic FX80 Luxury, các bác có cảm nhận được cái âm thanh sáng sạch và chi tiết đến từ dòng vang này không ạ? Đấy, ngoài cái tác dụng là hỗ trợ tiếng mic ra thì vang nó vừa hỗ trợ thêm cả tiếng nhạc nữa. Chúng ta có thể cung cấp nhạc qua rất nhiều đường cổng hiện đại, áo trắng đỏ, Bluetooth cổng quang để chúng ta lấy tín hiệu cấp nhạc, và đồng thời chỉnh âm thanh tiếng nhạc rất đơn giản qua phần nhạc EQ, chỉnh âm thanh bass chép để anh em nghe tiếng nhạc âm thanh sôi động và rất là chuyên nghiệp. Và bây giờ thì mời các anh em trải nghiệm phần quan trọng nhất khi ta mua vàng về, đó là hiệu ứng vang nhại, cái tính năng giọng hát, tiếng mic, tiếng lờ, và cùng các anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nghe bây giờ các bác nhé. 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2
thưa anh em, chúng ta đang được nghe và trải nghiệm âm thanh của dòng vang Lexotic FX 80 Luxury. Phải nói đây là một dòng vang quay số với chất âm rất là hay. Các bác nghe được cái âm thanh thanh tiếng thoát tiếng tốt đến từ dòng vang này chưa ạ? Đấy, dạy lời bay, tiếng chép sáng, ngọt ngào, dễ hát với dạy âm thanh echo mang lại cho anh em cái độ linh tiếng cực kỳ bay bổng, rất là ngọt ngào, cực kỳ là chuyên nghiệp đó. Khi ta cất được ca tiếng hát của mình lên với dòng vang Lexotic FX 80 Luxury, bác sẽ cảm thấy rất là hài lòng với chế độ âm thanh của dòng vang này, mang đến cho anh em sự trải nghiệm phòng hát gia đình vô cùng chuyên nghiệp, ngọt ngào và rất dễ hát. Đấy, nâng cấp ngay cho âm đi, cục đẩy tiếng vang, loa cả mixer giá chỉ hơn 1 triệu đồng thôi. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp ngay bên Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336 đặt hàng sẽ hỗ cho mình thiết bị vang cơ lai số hàng chuẩn chất lượng mà chúng em đang xả hàng với giá cực kỳ hấp dẫn nhá. Xin chào các bác.